Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ đến cho mọi người cùng siêu tầm và hữu duyên một cái tô có điển tích là tô Đông Pha Du Xích Bích. Đây là một trong những cái thú vui thưởng ngoạn trong cái cung bậc của vua chúa, của cái giới gọi là quan chức của đời nhà Thanh. Ông Tô Đông Pha này là một trong những nhà thơ để lại cho đời nhiều cái tác phẩm gọi là nó rất là hay mà rất là giá trị. Những cái bài thơ của ông nó vừa là dạy đời, vừa miêu tả cảnh này nọ kia, nó nói về cái cuộc sống gọi là đạo lý của con người. Và trong cái bối cảnh mà đi chơi cùng đoàn tùy tùng, để đi cùng với những cái vị mà quan lớn trong triều đình nhà đời Đường á, thì ông đã miêu tả và đến thăm một cái ngôi chùa có nổi tiếng của đời nhà Đường bấy giờ, đó là cái ngôi chùa là Hàng Sang Tự. Thì ông đã phú lên một cái bài thơ, có nghĩa là ông đã miêu tả một cái vẻ đẹp gọi là quá hoàn hảo, một cái công trình kiến trúc vĩ đại của chùa Hàng Sang. Đấy, thì nó vừa đẹp, nó vừa mộng mơ, vừa công trình nó tuyệt vời. Thì ông mới 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 làm nên một cái bài thơ như thế này. Đấy. Và ông Tô Đông Pha là có từ thời nhà Đường và mãi cho đến từ thời nhà Minh, Khang Hy, Ung Chính, Kiền Long là đời Càn Long, thì người ta luôn luôn lưu truyền những cái hình ảnh kèm đó, những cái bài thơ của ông để mà phát họa lên trên những cái tác phẩm của ông, để trên trên nền gốm sứ này, vải vóc này, gỗ này, vân vân, để mà mưu tả những cái nét đẹp văn hóa của đời nhà Thanh cho cộng đồng thế giới lúc bấy giờ. Thì cái tô này có niên đại từ thời Càn Long, thế kỷ thứ 18. Thì Càn Long á là có một cái nền văn hóa về gốm sứ nó rất là phát triển, và ông đã cho ra những tác phẩm, ông đã có nghĩa là cho ra đời những cái tác phẩm hay đẹp về về gốm sứ, trong đó có những cái tác phẩm vẽ tích Tô Đông Pha này. Đây là một món đồ của thế kỷ thứ 18, rất là đẹp mà rất là chỉnh chu, hoàn hảo. Thì đây là một cái đồ vẽ chỉnh chu sắc sảo. Đấy, và hiệu đề hai chữ hiệu đề dấu vuông chữ đại thuận. Có nghĩa là tất cả làm việc gì đều thuận lợi, đều mọi việc đều trôi chảy, đều suôn sẻ. Đấy. Nó vừa là một cái món đồ quý của đồ thế kỷ thứ 18, đồ Càn Long, mà hai chữ đại thuận luôn. Đây là cái tô có điện có kích thước là 15,8 cm. Đó. Bài thơ viết rất là chỉnh chu. Cái nét vẽ nó nhỏ như cái sợi tóc của chúng ta luôn. Nét vẽ chỉnh chu y như sợi tóc, rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Đấy, em rọi đèn cho mọi người cùng xem này. Em rọi xa thôi như thế này mà ánh sáng này, có nghĩa là thấu quang nhìn cả bên trong lẫn bên ngoài này. Đấy, mọi người thấy này. Thấy cả bài thơ ở bên trong luôn. Đấy. Thấy bài thơ, thấy cảnh kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Đó, rất là đẹp luôn, kể cả cái phần chôn này. Đấy, thấy luôn cả cái dấu triện vuông này. Đó, đây là một cái món đồ nó rất là tốt, mà nó giá trị, nó rất là tuyệt vời. Đấy, nên nếu như mà chúng ta ai mà chơi đồ cổ thì chúng ta luôn luôn hướng đến những cái món đồ độc đáo, sắc sảo, già đẹp, quý, thì nó mới thể hiện được cái cung bậc của giá trị của món đồ. Đó. Và bác nào mà yêu thích những cái món đồ này thì cứ liên hệ kết nối với em để mà em chia sẻ đến cho tất cả mọi người những cái món đồ giá trị đẹp mà hoàn mỹ như thế này nhé.
Bác nào yêu thích thì cứ liên hệ kết nối với em để mà em chia sẻ món đồ từ thời Càng Long. Đó. Tích, điện tích Tô Đông Pha Du Sách Bích này. Đó. Và tất cả những món đồ mà đồ càng đời nhà Thanh mà chuẩn mực của đời nhà Thanh thì đa phần là nó có số lẻ. Cái đây là số lẻ là 15 phần 8. Đấy, 15 phần 8. Bác nào yêu thích thì cứ liên hệ kết nối với em để mà em gửi về tận nơi cho các bác kiểm tra đúng tình trạng món đồ, đúng y như món đồ này thì em sẽ gửi về tận nơi cho các bác để các bác an tâm mình sưu tầm những món đồ cổ chuẩn chỉ như thế này nhé.